Mà quen 4 năm là thời gian cũng dài quá mà, lý do sao sao chia tay? Dạ, nói chung cứ hai em nghĩ là hết tình cảm rồi thì chia tay thôi. Là hai bạn em chia tay trong hòa bình hả? Cũng không hòa bình lắm. Bọn em cũng có hiểu lầm với nhau. Bạn đó có kiểu như là nhắn tin với người yêu cũ của bạn đó, sau đó em phát hiện ra nên là bọn em chia tay thôi. Là người yêu cũ là các bạn trai lúc đó chia tay hả? Dạ. Rồi sau đấy đó, em có biết, vô tình biết được là bạn đó quen một bạn gái mới hay một bạn trai mới không ạ? Bạn đó thì không có kiểu ngoại tình, nhưng mà do là bạn đó nhắn tin với người yêu cũ và kiểu hết tình cảm rồi, nhưng mà bạn đó không có gọi là dám nói thẳng với em. Nhưng mà bạn đó nhắn tin cho người yêu cũ, nhưng mà vô tình thì em lại phát hiện ra được. Vậy là bạn đó còn yêu người yêu cũ đó. Dạ. Ý là sau khi chia tay Ân rồi thì bạn đấy tiếp tục mối quan hệ với một người con bạn trai hay là bạn gái? Trai ạ. Tại vì cô này là người là một cô gái thật sự. Lúc đó cũng quá buồn, có tuyệt vọng, đâm ra cổ chấp nhận cái tình yêu của Ân, nhưng thực chất cổ là vẫn thích con trai hơn. Đâm ra là quen mấy năm cổ phải đi về đúng với cái sở thích của cổ, là cổ có quen lại con trai. Với cái ngoại hình xinh xắn của Ân á, thì anh nghĩ là đến thời điểm hiện tại Ân vẫn có con trai theo đuổi chưa ha? Cũng có một vài bạn là thường xuyên kiểu, thật ra có nhiều bạn là tưởng em là gay, nhưng mà có nhiều bạn thì cũng biết em là con gái nên là cũng hay nhắn tin này nọ, nhưng mà vì em nói thẳng là em như vậy nên em không có quen ạ. Sau cái mối tình với 4 năm đó thì bao lâu em có mối tình tiếp theo? Khoảng được 3 tháng sau á. Thì em có quen với lại một bạn nữa. Thì em quen được 4 tháng là bọn em chia tay, và đến giờ em không quen ai nữa luôn. Vì sao chia tay em? Dạ, thứ nhất là chị đó lớn hơn em 4 tuổi. Em cảm thấy là bị áp lực gia đình, với tại vì gia đình chị đó rất là hay hỏi là bao giờ chị đó cưới. Bởi vì quen cái thằng nó rất là khó. Lúc đó là em chưa có gì trong tay hết, công việc của em nó cũng chưa thật sự là ổn định luôn. Đến bây giờ em không quen ai là do em bị mất niềm tin vào tình yêu hay là em nghĩ là do duyên chưa tới? Đầu tiên là em cảm thấy là em chưa thật sự là tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới. Rồi em cảm thấy em cũng chưa có về kinh tế hay là gì. Em chưa thật sự là đủ mạnh để em lo cho một người nào đó nên em không muốn quen nữa. Nhưng mà anh nghĩ là cái một mối quan hệ là cái sự hỗ trợ lẫn nhau mà Ân. Mình đâu cần phải, có nghĩa là anh nghĩ là cần phải lo, nhưng đâu cần phải quá lo lắng đến mức tự ti mà để mình không bắt đầu một mối quan hệ được hả? Em khá là cầu toàn á. Trước giờ mọi người nhìn vô em á, thật ra em có rất là nhiều tài lẻ. Hồi xưa em đi học á thì mọi người rất là hay chú ý đến em. Em thích nhuộm tóc, tóc màu nào em cũng nhuộm. Em học mỹ thuật nên là em cũng tham gia văn nghệ của trường, của khoa. Em cũng là nhóm trưởng câu lạc bộ kịch của trường, ở trường luôn. Kiểu em tên là Hoài Ân. Mọi người vẫn thường gọi em là Andy Cao. Hiện tại thì em đang là trưởng phòng marketing của một công ty bất động sản ạ. Ân năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Em là trans guy đúng không? Dạ đúng, em là trans guy. Trans guy. Rồi anh... Trans guy là gì? Trans guy là cái một người... chuyển đổi giới tính. Sao nói tiếng Việt cũng đi. Gọi là sao ta? Cái đấy gọi là chuyển giới nữ. Chuyển giới nữ. Chuyển giới nam. Nữ. Chị là chuyển giới nữ, còn bạn đó là chuyển. À, bạn này là từ nữ chuyển giới nam. Dạ, rồi ok. Chuyển giới nam. Anh thắc mắc cái điều đầu tiên là em chuyển giới lâu chưa mà em có một ngoại hình rất là nam tính như vậy? Dạ thì khoảng năm 2012 á, thì năm đó là em bắt đầu cắt tóc. Chứ thực ra lúc đó thì em vẫn chưa có thay đổi hoàn toàn. Và đến khoảng năm 2013 thì cho tới bây giờ thì là một cái quá trình mà em hoàn thiện bản thân mình hơn. Là ban đầu em cũng tiêm hormone xong rồi từ từ từng bước. Em chưa qua tiêm hormone. Bản thân em là một người rất là yêu cái đẹp nên là em rất là châu chuốt mọi thứ về mình á, nên là em yêu bản thân mình hơn. Nhưng mà tại sao em không tiêm hormone? Tại vì khi em tiêm hormone vô nó rất là nhiều cái lợi cho em, giọng em sẽ nam tính hẳn. Cái này thì còn một phần là vì em lúc mà trong quá trình come out với gia đình á thì là gia đình em chưa có chấp nhận. Nên em chọn cách là mình sẽ thay đổi từ từ một chút một để cho gia đình mình, ba mẹ em gọi là không có bị sốc tinh thần á. Nên là và đến bây giờ thì gia đình của em đã chấp nhận chưa? Dạ hiện tại thì em đã come out với gia đình rồi, nhưng mà gia đình em thì vẫn nói chung là trong lòng thì đã đồng ý rồi, nhưng mà bên ngoài thì vẫn kiểu như là họ vẫn kiểu để im và cố chấp á. Em cũng không biết diễn tả sao, nhưng mà như kiểu là ông ngoài không vui, vẫn không vui. Dạ. Nhưng mà trong lòng đã chấp nhận rồi, mà ngoài vẫn không vui đúng không? Dạ. Em hay xuất hiện trước mặt gia đình là với cái ngoại hình như vậy luôn, là mặc đồ con trai các thứ luôn hả? Từ lúc nhỏ là em đã hay mặc đồ con trai rồi, mẹ em rất là chiều em, toàn là mua đồ con trai cho em mặc thôi. Thì đến năm em 22 á, thì mẹ em nói là hay là cắt tóc cắn đi. Mà hồi xưa có cái bộ phim mà Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Minh Hằng á,
mẹ em thích tóc đó lắm, kêu em đi cắt. Cái em được đẩy thuyền, em cắt một phát về tóc nam luôn. Mẹ bảo là cắt tóc Minh Hằng mà sao nó lại ra tóc? Lúc đầu thì mẹ em cũng kiểu kêu, ủa mẹ kêu đi cắt một đằng mà sao giờ cắt nẻo. Tại vì anh cắt tóc bị hư đâu ra, con cắt ngắn luôn. Dạ, em cũng nói là em thích thôi, với lại như vậy cá tính hơn. Mà em là xuất thân em học từ khoa mỹ thuật công nghiệp ra nữa à. Nên là kiểu mọi người cứ nghĩ là em cá tính thôi. Rồi tới khoảng năm 23 thì em chính thức come out với gia đình luôn á. Là từ đó là em tóc em mỗi ngày nó ngắn rồi em tăng đơ lên luôn. Em có nhớ cái ngày come out đấy nó diễn ra như thế nào không em? Hôm đó là ba em đi nhậu về xỉn à. Hôm ba em mới gọi em là qua phòng nói chuyện ba. Xong ba chị nói em là giờ cho hai sự lựa chọn. Một là để tóc dài lại. Hai á, nếu như vậy thì chuyển giới luôn. Chứ ba không có chấp nhận mà kiểu sống 50-50. Xong em nói là con đồng ý chuyển giới. Thật ra thì ngay ngày hôm đó thì ba em chị nói thì thôi xong sáng hôm sau ba tỉnh xong ba lơ đi luôn. Rồi từ đó thì em kệ, em cứ sống như vậy thôi ạ. Đến bây giờ em vẫn chưa nhận được cái sự đồng thuận, gọi là hoàn toàn của gia đình. Thì em cảm nghĩ như thế nào về việc đó? Lúc đầu thì em cảm thấy là khá là nặng nề, nhưng mà bây giờ thì em không nặng nề nữa. Và em là em để cho mọi thứ nó tự nhiên luôn. Lúc đầu về thì ba mẹ em không nói hay nói chuyện với em nhiều. Thì khoảng thời gian đó em không về nhà nhiều luôn. Một năm em chỉ về nhà 1-2 lần thôi. Nhưng mà được cái là sau này ba em có nói một câu này: nếu như mà con cảm thấy con vui và tự hào về những gì con đang chọn á, con phải cho mọi người xung quanh này thấy là con đang vui thật sự. Nên sau cái câu nói đó của ba em thì em thoải mái hơn về nhà. Hồi xưa là em lâu lâu tóc phải để hơi dài một xíu, về nhà mặc đồ unisex thì mới về nhà. Nhưng mà 2 năm gần đây thì không. Ba mẹ gọi là tiếp nhận em nhiều hơn. Rồi họ hàng xung quanh hay là hàng xóm thì như thế nào ạ? Em cũng không hay nói chuyện với họ hàng xung quanh em lắm, với hàng xóm. Nhưng mà giờ thì em về em cũng bình thường thôi. Nên là họ chấp nhận thì cũng được, không chấp nhận thì cũng được. Nhưng mọi người có vui vẻ với em không? Dạ có. Em chuyển giới á, là em có phẫu thuật gì ở trên cơ thể mình chưa em? Dạ chưa luôn. Chưa. Dạ. Là coi như em mới mặc đồ con gái thôi. Mặc đồ con trai á. Mặc đồ con trai nó lộn ra. Nó lộn ra. Rồi đến khi nào mà em phát hiện ra cái giới tính của mình không giống như những gì người khác nghĩ? À, ngay từ nhỏ rồi là em đã kiểu mê gái rồi. Mê gái rồi. Lúc nào em cũng chỉ thích mấy chị đẹp gái thôi, mà em không có thích những bạn là nhỏ tuổi hơn em à. Mà em chỉ thích mấy người lớn tuổi hơn em thôi. Em nhớ là năm đó khoảng này học lớp 6, lớp 7 gì á, thì có một chị vậy đó tên là Kiều. Chị đó rất là dễ thương luôn, mà chị đó làm ở tiệm cà phê sát nhà em. Cái nhà em thì có cái tủ lạnh mà sát với nó có tiệm làm đá luôn. Nhưng mà em muốn ngày nào cũng gặp chị, em nói chị đó là nhà em bán đá. À, em lấy nước em bỏ tủ lạnh đó, em bán đá cho chị đó, chị để gặp chị đó thôi. Nhưng mà bán giá rẻ không em? Tại vì nếu mà giá đắt thì người ta sẽ không mua của em. Dạ rẻ không á. Là em chỉ bán ví dụ như mua 500 một ngàn đó, em cũng bán 500 một ngàn luôn. À. Không bán rẻ hơn. Dạ không, trả tiền điện không ba em đánh chết. Rồi sau đấy em có thổ lộ tình cảm với bạn Kiều đấy không em? À, dạ không ạ. Tại vì lúc đó thật sự là em cũng chưa hiểu mình lắm. À. Cho khoảng đến 2012 lúc mà em học lớp 12 á, thì lúc đó em có quen một bạn nam nhưng mà em vẫn thích một bạn nữ. Dạ. Nên là lúc đó em gọi tình tây ba, em quen gần 2 người. Lý do vì sao em quen bạn nam đó? Lúc mà em quen bạn đó thì cũng kiểu em hơi ngông á. Dạ. Nên là kiểu ai tán thì quen thôi. Đời hồi xưa em cũng đẹp. Đời hồi xưa em cũng đẹp. Vậy là quen chơi vui hay là có yêu hay là quen chơi vui thôi? Là quen chơi vui thôi, kiểu là mình cũng thích. Bạn nam đó với em có những cái cử chỉ gì tình cảm không? Em nhớ là chỉ có hình như bạn nó có hôn em một lần, xong rồi từ đó đi em không cho hôn nữa. Sau nụ hôn đấy em phát hiện ra bản thân mình luôn đúng không? Dạ, thật ra em cảm thấy nó ghê. Em cảm thấy nó ghê. Chứ không phải là em thích nên là từ đó em không cho hôn nữa. Nhưng mà em cứ kiểu lấp lửng cho tới khi mà em xuống dưới đây em học luôn chính thức á. Là em cắt đứt hết luôn. Và từ đó là em chỉ quen con gái thôi. Bao lâu sau đó thì em bắt đầu quen một người con gái? Dạ, em quen người đầu tiên là khoảng năm 2013. À. Dạ. Thì em quen được 4 năm. Làm sao mà gặp được bạn đấy em? Dạ, bạn đó học cùng khoa với em. Bạn đó thì là dạy vẽ, nên em cũng hay lượn ở trong khoa. Mà hồi xưa em cũng dạng hay đi thả thính lắm. Đi đâu em gặp đâu em thả thính đó. Đi em cưa bạn đó hả? Dạ, lúc mà gặp bạn đó lần đầu tiên á, là em đã nghĩ là biết đâu sau này mình quen bọn đó ta. Nhưng mà xong cái em về em tìm Facebook, sau đó em tìm được số điện thoại, cái em nhắn tin được 3 ngày là bọn em quen luôn. Mà bạn ấy dễ quá hả? Đoán có 3 ngày thôi là bọn đó đồng ý hả? Dạ.
Nhưng mà bạn đấy là con gái hay là bạn đấy là lesbian? Bạn đó là gái thẳng luôn ạ. Có sao gái thẳng mà tán nhanh vậy ta? Wow. Nhưng mà bạn đó có từng bao giờ quen giống như em chưa? Dạ chưa luôn, chưa từng luôn. Là đó bạn đó vẫn quen con trai bình thường? Dạ. Ủa vậy em tán sao mà hay mà 3 ngày mà dính hay vậy? Em cũng không biết gì, nhớ là lúc mà em còn hỏi bạn đó thì bạn đó nói là bạn đó mới chia tay xong chưa muốn bắt đầu mối quan hệ. Xong rồi tối hôm đó em rủ bạn đó đi cà phê, xong rồi đi ra cà phê Thất á. Em nhớ trên đường nó overnight tới 5 giờ sáng luôn. Xong rồi về là bọn em quen nhau luôn. Đang thất tình bạn kia nào dễ cần một cái chỗ dựa, cần một chỗ dựa nhiều người như vậy. Bạn đã có nói em là lúc đấy bạn đấy có tình cảm với em liền hay là phải đợi một thời gian dài sau mới có tình cảm? Bạn đó nói là bạn đó cảm lần đầu tiên nói chuyện với em thì bạn đó cảm thấy thích, tại vì em rất là thẳng tính. Hôm nay em đi chơi á, em chở bạn đó đi, em nói là em chỉ có 100.000 trong túi thôi, giờ có đi không? Bạn đó kêu đi. Tới quán cà phê á, xong bạn đó hỏi em là ủa có 100.000 thì khoảng thiệt ổng có chỉ có 100.000 thôi. 4 năm. Dạ là quen đến bây giờ là 4 năm à? Dạ không, nên bọn em đã chia tay từ năm 2017 rồi. Quen 4 năm rồi, bên em, tụi em chia tay. Dạ. Mà quen 4 năm là thời gian cũng dài quá mà, lý do sao chia tay? Dạ, nói chung cứ hai em nghĩ là hết tình cảm rồi thì chia tay thôi ạ. Là hai bọn em chia tay trong hòa bình hả? Cũng không hòa bình lắm. Bọn em cũng có hiểu lầm với nhau, bạn đó có kiểu như là nhắn tin với người yêu cũ của bạn đó. Sau đó em phát hiện ra nên là bọn em chia tay thôi. Là người yêu cũ là cái bạn trai lúc đó chia tay hả? Dạ. Rồi sau đấy đó em có biết, vô tình biết được là bạn đó quen một bạn gái mới hay một bạn trai mới không anh? Bạn đó thì không có kiểu ngoại tình, nhưng mà do là bạn đó nhắn tin với người yêu cũ và kiểu hết tình cảm rồi, nhưng mà bạn đó không có gọi là dám nói thẳng với em. Nhưng mà bạn đó nhắn tin cho người yêu cũ, nhưng mà vô tình thì em lại phát hiện ra được. Vậy là bạn đó còn yêu người yêu cũ đó. Dạ. Thì ý là sau khi chia tay Ân rồi thì bạn đấy tiếp tục mối quan hệ với một người con bạn trai hay là bạn gái? Trai ạ. Tại vì cô này là người có là một cô gái thật sự, lúc đó cổ quá buồn, cổ tuyệt vọng, đâm ra cổ chấp nhận cái tình yêu của Ân, nhưng thực chất cổ là vẫn thích con trai hơn. Đâm ra là quen mấy năm cổ phải đi về đúng với cái sở thích của cổ, là cổ có quen lại con trai. Với cái ngoại hình xinh xắn của Ân á thì anh nghĩ là đến thời điểm hiện tại Ân vẫn có con trai theo đuổi chưa ha? Cũng có một vài bạn là thường xuyên kiểu, thật ra có nhiều bạn là tưởng em là gay, nhưng mà có nhiều bạn thì cũng biết em là con gái nên là cũng hay nhắn tin này nọ, nhưng mà vì em nói thẳng là em như vậy nên em không có quen ạ. Sau cái mối tình với 4 năm đó thì bao lâu em có mối tình tiếp theo? Khoảng được 3 tháng sau á. Wow. Thì em có quen với lại một bạn nữa. Thì em quen được 4 tháng là bọn em chia tay và đến giờ em không quen ai nữa luôn. Vì sao chia tay em? Dạ, thứ nhất là chị đã lớn hơn em 4 tuổi. Em cảm thấy là bị áp lực gia đình với, tại vì gia đình chị đó rất hay hỏi là bao giờ chị đó cưới. Bởi vì quen cái thằng nó rất là khó. Lúc đó là em chưa có gì trong tay hết, công việc của em nó cũng chưa thật sự là ổn định luôn. Đến bây giờ em không quen ai là do em bị mất niềm tin vào tình yêu hay là em nghĩ là do duyên chưa tới? Đầu tiên là em cảm thấy là em chưa thật sự là tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới. Rồi em cảm thấy em cũng chưa có về kinh tế hay là về gì em chưa thật sự là đủ mạnh để em lo cho một người nào đó nên em không muốn quen nữa. Nhưng mà anh nghĩ là cái một mối quan hệ là cái sự hỗ trợ lẫn nhau mà Ân. Mình đâu cần phải, có nghĩa là anh nghĩ là cần phải lo nhưng đâu cần phải quá lo lắng đến mức tự ti mà để mình không bắt đầu một mối quan hệ được em. Em khá là cầu toàn á. Trước giờ mọi người nhìn vô em á, thật ra em có rất là nhiều tài lẻ. Hồi xưa em đi học á thì mọi người rất là hay chú ý đến em. Em thích nhuộm tóc, tóc màu nào em cũng nhuộm. Em học mỹ thuật nên là em cũng tham gia văn nghệ của trường, của khoa. Em cũng là nhóm trưởng câu lạc bộ kịch của trường, ở trường luôn. Kiểu em quen với việc mọi người nhìn em theo một cái kiểu cũng dạng thần tượng á. Em cũng nên rồi hoài cái em không muốn là mình bị tụt lùi. Nhưng mà tại sau. Sao mà giữ hình ảnh của mình á, nó làm cho mình mệt mỏi như vậy, thì tại sao mình không thử một lần chấp nhận bản thân mình có những cái khiếm khuyết? Em có 2 năm bỏ hết cái những cái gì bên ngoài của em luôn. Em không trau chuốt ngoại hình nữa. Em về một cái con người bình thường. Em bỏ công việc em đang làm, em quay qua làm marketing. Sau 2 năm á, em có nói chuyện được với một bạn, nhưng mà em cảm thấy là không, mình cứ là mình thôi. Thì em cảm thấy nó vui nhất. Nên em quyết định là thôi, sau này khi nào mình ổn định hết kinh tế, mình có hết những gì mình đang muốn có, thì mình hãy quen một người. Nếu như mình có kinh tế vững vàng á, thì mình sẽ bảo vệ được hạnh phúc mình nhiều hơn. Không phải con trai gái thì đơn giản hơn, mà những người trong cộng đồng LGBT thì chị nghĩ nên cần như vậy. Dạ, ý mới là cần, nhưng mà nếu mà mình có thể hỗ trợ nhau thì cũng tốt, chứ đâu cần đến mức mà mình phải áp lực đến mức nó trở thành một nỗi tự ti của mình. Tại vì bạn này toàn yêu con gái gạch không à, con gái thẳng không à.
100% không? Mà nếu mà yêu một người con gái thẳng 100% là mình phải có đầy đủ kinh tế. Tại vì thường con trai mà yêu con gái cũng phải có kinh tế đầy đủ mới bảo vệ hạnh phúc. Đừng nói là những người LGBT như mình phải cần phải có kinh tế vững vàng hơn. Bạn này suy nghĩ vậy là cũng đúng. Anh vừa nói là anh có nhiều tài lẻ đúng không? Dạ. Yeah. Em có từng tham gia chương trình Tiếng Cười Sinh Viên quay ở trên đài HTV7 ạ. Thảo nào có nhiều cô gái thích em? Dạ thích thôi, cho em bị đá hỏi. Bây giờ mình không có người yêu, mình xa gia đình, thì những cái vui buồn trong cuộc sống á, mình sẽ tâm sự với ai anh? Dạ thì thỉnh thoảng em cũng có một vài người bạn thân á. Em cũng có kể cho bạn nghe, thất tình em cũng kể cho bạn nghe. Rồi em có đem một người bạn thân nào đấy đến đây không? Dạ có ạ. Thế mình, mời bạn của Ân ra đi để cùng chia sẻ những câu chuyện. Xin chào em. Xin chào chị Chi, em chào anh Tân ạ. Rồi chào em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Dạ, em chào chị Khánh Chi, em chào anh Tân ạ. Em tên là Hậu, thì em là bạn của Ân ở đây ạ. Hai bạn em chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em chơi với nhau cũng được 8 năm, là năm đầu tiên của đại học cho tới bây giờ. Khi mà em chứng kiến cái quá trình come out của Ân đối với gia đình của Ân, thì có giờ Ân tâm sự với em là mọi chuyện vẫn còn đang rất khó khăn không? Cái quá trình come out của Ân nó không phải là bụp một phát là come out liền, mà nó kéo dài liên tục luôn. Thì mẹ của Ân á cũng rất là hay tâm sự với em, bảo em là con ơi con bây giờ làm sao á, con nói Ân nuôi tóc dài lại đi, dạng như treo giải thưởng á là bao nhiêu cũng cho hết, miễn sao Ân nó để lại tóc dài. Cái trời, mình là bạn thân của nó rồi, em nói làm sao rồi xong cái bên kia là mẹ nó, cái mình ngỏ giữa dạ dạ cái dạ để con nói với Ân, thì mình cũng phải xuôi bên kia rồi mình cho bên này tự do, có nghĩa là chị nghĩ là mẹ em biết hết á. Dạ, nhưng mà cô vẫn nuôi một cái hy vọng là một ngày nào đó Ân có thể quay trở lại làm con gái bình thường. Ủa Hậu ơi, ví dụ nhá, sao em không bảo ok xong rồi em bảo Ân đó. Ví dụ em nói cô là giải thưởng là 2000 đô ha, xong rồi em bảo Ân nuôi tóc dài, xong rồi hai đứa chia đôi cái đấy, xong rồi cầm tiền xong rồi mình cắt tóc. Trời ác dễ sợ. Ủa phải không? Anh hơi ác với ba mẹ em luôn á. Ba mẹ ác nó cưng. Ủa thế hả? Anh xin lỗi nhưng mà anh mê tiền quá nên ba Ân khó lắm à nè. Cái lúc đó em nghĩ chắc là em sẽ bị cạo lúc đó đền là 6000 nó cưng, cái tò lường gạt 2000 đưa là 6000, tổn thương người ta nữa. Ba em là một người rất là khó, mà gọi là thuộc như là một người đàn ông gia trưởng luôn á. Lời ba em nói ra là phải chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà em về nhà em luôn luôn nói là con thích cái gì thì con sẽ làm cái đó, và ngay từ nhỏ luôn. Nên là em không nghe, chỉ cần em cảm thấy đúng thì em sẽ nghe. Nhưng mà em đã không muốn làm là em sẽ không làm. Nên là kiểu hai cha con cũng tính xem nhau, nên gọi là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nên dạo gần đây ba em cũng đã bớt được rất là nhiều. Rồi nãy giờ khi nghe Ân chia sẻ những câu chuyện về chuyện tình cảm của mình á, Ân có bao giờ kể cho em những câu chuyện đấy không? Rồi chứ đúng không? Dạ cũng có. Cái mối tình đầu tiên của Ân á, không, mối tình đầu tiên kể từ đại học á, thì nói chung là em cũng có chơi với bạn đó luôn. Cho nên là cũng có đồng hành với Ân trong khoảng thời gian đó. Vậy là sau khi chia tay mà Ân buồn như thế nào là em có thể hiểu hết vì sao Ân lại như thế đúng không? Dạ cũng có thể hiểu lên như vậy. Thời gian đầu mà em chia tay á, em hay qua nhà bạn này, bạn thường là nấu ăn cho em ăn rồi các kiểu luôn à. Em như ở lì ở bên đó luôn chứ em không về nhà nữa. Nên là nhiều người cũng hay hỏi em là ủa em với bạn này quen nhau hả? Người ta hiểu lầm hả? Dạ. Như là những cái lần mà em cũng có rủ Ân về quê em chơi nữa, thì nói chung là gia đình em hoặc là những người trong xóm á thấy em dẫn Ân về cái cũng cũng hiểu lầm, cũng nghĩ em trời Hậu nó quen con gái hả, rồi kia các kiểu. Nói chung là em vừa dẫn về thôi là đã đồn hết xóm. Thật ra cho anh thú nhận nha, ban nãy em cũng hiểu lầm. Thật sự tự nhiên nhìn hai người giống như là hai người quen nhau đúng vậy đó. Mà cái năng lượng rất là giống nhau, cười nói rất là. Dạ. Hay là nhiều khi cũng có tình cảm mà không, mình không nhận ra không? Dạ không có chị. Những cái ngày đầu tiên khi mà biết và mình chơi cùng với Hậu đó, mình có cái cảm xúc gì khác ngoài tình bạn với Hậu không? Ngay từ đầu là em đã coi bạn là như bạn rồi. Em quen bạn cũng tình cờ lắm. Hôm đó là bên khoa em á là có chương trình mà đón chào tân sinh viên sau khi mà diễn văn nghệ và xong đi ban đêm. Em thấy bạn này đi bộ về mà đi thêm hai người nữa. Cái em chạy ngang qua rồi cái thôi hay là mình trở về đi, rồi em quành ngược lại em hỏi là có ai đi ké không em trở về. Đó từ đó là bọn em quen nhau luôn thôi. Thôi bọn em chơi với nhau từ từ. Nhưng mà cho chị hỏi nha, em có bạn trai chưa? Dạ em có bạn trai rồi. Trời tôi nói giờ. Em cũng hơi hoang mang. Chị cũng hoang mang với chị hỏi này. Em có bạn trai rồi hả? Dạ. Là em con trai em yêu nhau mấy năm rồi? Dạ thật ra thì tụi em vừa mới trong cái giai đoạn tìm hiểu được vài tháng thôi ạ.
Nhưng mà trước đây em có quen nhiều người chưa? Gần hết năm nhất là em chia tay mối tình đầu, là kể từ đó cho tới cái bạn gần đây nhất là em mới bắt đầu quen lại. Là từ đó em quen có hai người con trai thôi. Dạ. Cũng chỉ hơi thắc mắc đó nha. Xoái nữ trong đoàn cũng rất nhiều bạn nữ ạ. Ủa vậy hả? Nhiều bạn... Ủa cũng có... Là sao? Là nhiều bạn nhiều gái người... thích hậu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, rất là nhiều nhưng người thắc mắc luôn. Em có quen ai con gái không? Dạ không ạ, tại chứ vì... mà... Em không có cảm xúc với con gái chị ơi. À, cái dạ, tính như vậy thôi. Mà tại vì bình thường á là em giống Ân vậy, kiểu như ga lăng. Bình thường là em men lắm. Rồi ga lăng nữa. Ga lăng với ai? Dạ ga lăng với tất cả các bạn gái luôn. Tại vì nói chung là phái yếu sao? Là em luôn ga lăng với phái yếu. Có nghĩa là mình cảm giác mình thích gọi là giúp đỡ, bảo bọc mấy bạn mà cảm giác là các bạn đó yếu đuối hơn á, cần sự giúp đỡ. Đó, cho nên là vậy là em cũng là đặc biệt lắm á nha. Em thấy cũng bình thường mà chị ơi. Do nhà tính cách nhiều khi người ta hiểu lầm sao thôi. Do tính cách người ta hiểu lầm kệ người ta chứ đâu sao đâu. À, em nhớ là lần đầu tiên mà em về Cần Thơ bước vào nhà cái mẹ hỏi OBD hả? OBD hả? Nhưng không, nó có nhiều cái. Sau này hỏi nó là ủa hai đứa mày có chơi OBD với nhau không? Là bạn này con gái nhiều cái bạn trong bạn có nhiều cái rất là mạnh mẽ. Em chứng kiến tất cả những cái cuộc tình của Ân không ạ? Dạ cũng có những cái Ân dạng như là giấu không có chia sẻ, nhưng mà có những cái cũng giống như là khi mà cảm giác là không ổn thì Ân cũng có chia sẻ với em. Nhưng bạn bè thân mà sao thằng sao giấu? Em muốn là tất cả mọi người xung quanh em á là nên có những là năng lượng tích cực từ em, nên rất ít khi mà em chia sẻ chuyện buồn của em, chỉ trừ khi là những lúc mà em gọi là không chịu được nữa mà em cần một người chia sẻ. Nói chung nó không phải là giấu. Tại vì anh nghĩ như vậy nè, khi mà mình làm một cái gì đấy sai trái mình mới phải giấu. Còn cái việc mà mình không kể thì đơn giản là mình không muốn kể thôi, chứ đâu có gì đâu. Tại chắc vì là em... nhiều khi bạn này cũng sợ nhưng kể chuyện buồn nhiều quá. Tại vì em cũng vậy ạ. Có nghĩa là em mà quen ai là bạn thân của em không biết. Có nghĩa là em quen hay em chia tay thì em không kể luôn. Tại vì em nghĩ là bạn và người yêu là hai khái niệm khác nhau. Như khi mà em có người yêu em cũng không có chia sẻ với bạn này. Đúng rồi. Tụi em chỉ chia sẻ những cái gì vui trong cuộc sống thôi. Và ngay cả những cái chuyện buồn của em thì em cũng rất là hiếm khi em chia sẻ cho Ân. Rồi có bao giờ Ân thích ai mà xong Ân khều khều em ra hậu chỉ tao cách cua con bé này không? Có không? Trời ơi, anh ơi, Ân nó là một gọi là chuyên gia thả thính rồi. Cho nên là nó không bao giờ cần sự giúp đỡ của em hết anh ạ. Coi như là chuyên nghiệp á hả? Dạ chuyên nghiệp luôn rồi đó chị. Mà chuyên gia thả thính mà sao lận đận tình trường lận ngoài vậy? Em cũng đâu biết đâu, giờ em ra đường em thích ai đó, em thấy bạn nó cười đẹp quá, cái em kêu ai nhìn qua đây nè, ủa nhìn gì vậy, nhìn mắt đẹp ghê, xong rồi cái hỏi ủa sao mắt em đẹp, ủa em không biết sao mắt em đẹp à, tại trong mắt em có anh đó. Em rất là hay thả thính hay giỡn thôi. Ủa tự nhiên em đau tim quá, bạn nó hỏi sao vậy cơ chứ. Em bắn lụng tim anh rồi. Giờ em biết sao em trám được không? Em chua đây đi. Em hay giỡn kiểu đó. Nhưng mà giờ mà dính. Dạ em hay giỡn vậy thôi mà dính. Mà có dính không? Dính. Dạ có dính. Mà thường dính xong mà em, tại vì em chỉ giỡn thôi á, nên là nhiều khi em cũng làm mấy bạn hiểu lầm nhiều lắm. Thật ra thì nếu mà em đùa như thế với nhiều người thì anh nghĩ là người yêu của em có đôi khi nói là họ hơi khó chịu không? Không, tại vì lúc mà em quen người yêu thì em lại không thả thính. Em không có thả thính. Thường á là họ ghen ngược, ghen rất là lâu. Tại vì chuyện đó là em thả thính rất là lâu rồi. Mà lúc em quen, em không em có thả thính lại hay à, em kể lại. Dạ. Em kể lại là bị ghen, dạ. Ghen nguội hả? Dạ, ghen nguội. Ai bảo em kể làm gì không biết. Em kể vậy đó, là người yêu em là nghĩ là em chắc là hay như vậy. Trong khoa em lại rất là nhiều người để ý em á, nên là ghen hoài luôn. Đụng là ghen. Nói chung là có những cái chuyện cần được giấu kín em ạ. Cái này thì phải giấu, bắt buộc phải. Cái này thả thính quá nên phải giấu. Kiểu như là thả thính nhưng mà đùa nhiều quá. Xong mọi người ta sẽ đổ như là Ân nó thả thính nhiều người lắm. Người ta khó chịu đó. Em mà đăng một cái status là con quỷ này nó vô nó comment liền, bớt thính lại, gom lại. Trời ơi, em thả quá trời quá đất. Chị ơi chị, thả thính nhiều quá xong bị nghiệp quật. Em cũng nói cái câu đó nói nhiều lần lắm luôn anh. Trời ơi, em nói mày nha, mày mà thả thính là nữa mà nghiệp quật mày không còn cái gì. Mà em nghĩ là bò đá chắc là do nghiệp quật đó anh. Bò đá chắc là do nghiệp quật đó anh. Thôi bớt thả đi cưng, để cho bình yên nha, cho hạnh phúc lâu dài hơn. Hậu có bao giờ chứng kiến nghiệp quật của Ân mà em cảm thấy trong lòng mình kiểu hơi phơi phới không? Thật ra thì em là một đứa luôn đồng cảm, cho nên là em không có cái cảm giác gọi là khi mà bạn thân của mình, người thân của mình đang đau buồn mà mình gọi là mình phơi phới trong lòng thì không có. Mình cũng tém tém, cũng diễn sâu với nó, cũng phải cũng chia sẻ đúng dạ, không? Dạ cũng chia sẻ, cũng phải đóng vai ok tao sẽ lắng nghe mày, hãy chia sẻ đi đó, dạng vậy chứ. Trời lúc đó mà em cười vô mặt đó chắc thề lần sau không có lần thứ hai luôn.
Rồi khi mà con trai tán em đó, có một người con trai nào là em hơi hơi rung động một tí không anh? Rung động thì không, nhưng mà làm em cảm thấy là có lỗi thì có. Có lỗi với người ta hả? Dạ. Mấy bạn tán em á, tán rất là nhiệt tình luôn, tới tấp luôn là à, ngày nào hôm qua chở em đi ăn nè, đi nhậu cũng có, đi karaoke mà nguyên một tuần chơi. Mà lúc đó là em vẫn đeo tóc dài hay sao? Dạ không, em cắt tóc ngắn rồi. Mà vẫn tán hả? Dạ, kêu à vì thấy em như vậy nên là nghĩ ừ thì chắc là như đàn ông thì mình sẽ tán như kiểu đàn ông. Thế là rủ em đi hát karaoke, đi ăn, đi nhậu em... Nhưng mà em không rung động. Em không rung động. Em có cái mong muốn gì cho cái tương lai của mình không Ân? Dạ. Có dự định nhiều không? Từ giờ cho tới năm khoảng năm sau á, thì em cố gắng là tập trung vào công việc của mình nhiều hơn. Rồi sẽ có một chỗ đứng tốt hơn cho công việc. Khoảng đến năm 30 tuổi thì chắc là lúc đó em sẽ tìm người yêu. Okay. Là lập gia đình. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì Ân ơi, mọi người đang muốn biết là em cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như nào? Dạ, thật ra thì em không có tiêu chuẩn. Thường là em yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi, nên là cứ cười với em nhiều hơn một xíu. Đơn giản thôi hả? Dạ, em chỉ cần người đó cười đẹp là được. Như chị chơi gì chẳng hạn. Rồi, thay mặt chương trình thì chị sẽ chúc em sớm gặp được người yêu nha. Và chúc cho em không còn lận đận trong chuyện tình cảm nữa. Và sẽ đi đến một cái kết đẹp và sống với một người bạn đời của mình, đi hết quãng đời còn lại ha. Dạ. Và chúc cho những ước mơ của em sẽ thành hiện thực.